Thầy là thầy Duy Thành Tám ở bên Mỹ, thầy Star trước 20 phút. Là tại vì cái lớp bắt đầu 8 giờ rưỡi ở bên tiểu bang khác. Còn ở bên mình thì nó đã tối rồi. Bây giờ là 8 giờ 10 ở bên Phoenix, Arizona. Chỗ mà kiểm phiếu đó quý vị, kiểm phiếu ông Trump có thể thắng hay không thắng đó. Nhưng mà biết chắc chắn là khi kiểm phiếu lại ông Trump thắng. Những người nào mà yêu ông Trump cuồng và yêu nhiệt thì đó là một điều đúng. Mình tính là tính cái số phiếu mà công bằng. Thực sự quý vị ơi, ở đời, mình chỉ thua cái tụi mà nó chịu nó quỳ lại tội phạm thôi. Mình chỉ thua cái người mà gian lận thôi. Và thứ ba nữa là mình chỉ thua những cái người nào mà giả danh vô á, mà chửi vợ, chửi con của mình thôi. Cái đó nó cũng là một cái hình thức. Thì chỉ có tụi Cộng sản nó mới làm vậy thôi. Nếu mà tụi Cộng sản Trung Quốc mà không cho ổng 1 tỷ, chắc giờ này cũng không có nghĩ ra được cái cách làm thế nào mà để ăn gian. Quý vị, khi mà đang thắng mà 700.000 phiếu, 700.000, quý vị slip một chút xíu, đóng cửa phòng phiếu rồi khao tiếp là gì? Thì lúc đó là cái cửa sau nó đi vào. Cũng như trong cái chuyện tình cảm, quý vị mà sơ hở một chút xíu thì bị người thứ ba họ giật dây là gì? Họ nói xấu từ vợ mình, cho đến con mình, hoặc từ cái thằng chồng, để cho cả gia đình của mấy con mình gọi cho cha, cha nó, ủa tại sao mà bà này bà gọi qua bà chửi con vậy, mà con có liên quan gì cuộc đời của ba đâu, tiền tình cảm giữa ba mẹ con giữ ra, thân tự nhiên bà này, bà không biết gốc gác đâu, cái bà viết message qua bà chửi con vậy. Thì thầy mới nói, con ơi, chỉ có những cái người á mà ngu dốt, mà đi theo kiểu cộng sản, người ta mới làm như vậy. Cho cái người thông minh á, họ sẽ không làm như vậy. Biết tại sao không? Tại vì họ biết có Chúa, có Phật, họ không dám làm như vậy. Còn với những người nào mà cứ gian manh mà đi sneak vô chỗ này, nói bậy bạ về vợ mình, nói về ba, hoặc là nói về vợ mới của ba, chỉ những người đó là những người xấu thôi. Họ sống trong xứ cộng sản, họ quen rồi con. Họ quen cái thói đó, đấu tố cha mẹ và đi kiếm thân nhân của người ta mới làm hành động đó. Hành động đó ký sinh trùng. Giờ tao mà khốn nạn kiểu cách mấy đi nữa, mày có thấy từ lúc mà má mày mất, tao cũng là người nuôi mày không? Thì bây giờ mày tin cái người phụ nữ đó hay là mày tin tao? Con có nhớ là gì? Bây giờ con biết ông Trump á, ổng là tổng thống, nhưng mà khi mà con thấy lên đài có cái ông mục sư kia đó, thầy bữa nào thì cho quý vị coi video, mỗi lần nói, ủa, tất cả các giáo dân có biết là tôi mới nghe cái tin mới là ông Joe Sleepy Biden á, ông làm tổng thống. Quý vị có thể tin tưởng là ông là tổng thống không? Biết ông làm gì không? Ông Joe Biden làm tổng thống. Trời ơi, ông cười trong mấy việc chắc đội lên cả triệu quý vị. Có nghĩa là không thể một cái thằng mà quỳ gối, mình chỉ quỳ gối. Có cái quỳ gối của mình quỳ gối với Chúa Phật thôi quý vị. Hoặc là quỳ gối khi mà mình lạy cha mẹ mình, hoặc là cha mẹ của vợ chồng mình thôi. Chỉ lúc đó là mình cần quỳ gối thôi. Chứ không có quỳ gối cho thằng tội phạm mà để được phiếu. Đây. Thưa quý vị các bạn, thầy bây giờ thầy có 15 phút để thầy go back lại, diễn tả lại cái điệu cha cha bữa nay, học update của cha cha và thêm cái điệu sức tiêm biết, rồi mình qua cái khóa mới rồi nha quý vị. Thầy vẫn còn mail ở đây á, nhưng mà thầy phải mở cái đèn lên. Rồi bây giờ trong cuốn nhạc nó nói điệu cha cha, thì bây giờ điệu cha cha được viết trong cái thể điệu 22 hoặc mình tính 44 cũng được. Rồi thưa quý vị và các bạn, rồi thầy chào luôn Nguyễn Phan Anh Khôi nha.
Rồi thầy chào luôn trống sĩ Linh Nguyễn đã có mặt trước rồi, bây giờ em học lại dùm cho thầy. Thầy chào Thanh Tịnh, chào tất cả mọi người, thầy chào anh Lý Quốc Trung nha. Rồi, thưa quý vị các bạn, đây là cái formula của điệu cha cha. Rồi, quý vị nào thích học lý thuyết thì thầy chỉ lý thuyết. Rồi, quý vị thấy rõ ràng chưa? Bốn cái cowbell nó sẽ đi 1, 3, 5, 7. Còn tất cả những cái gì, cái hàng dưới á, thầy cái close hai hết mình. Hoặc là cái symbol nó sẽ đi hàng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chỉ left out cái thom thom nó là 7, 8 thôi. Rồi chân bay nếu quý vị không thực hiện được 4 năm, thầy hy vọng là anh Linh sau một tuần anh đã bỏ được cái 4 năm này. Rồi mình học tiếp, upgrade tiếp. Là cái điệu cha cha nha quý vị. Rồi, muốn học lý thuyết hay không lý thuyết không còn quan trọng nữa. Bây giờ mình đã lên lớp rồi, thì cái nhiệm vụ của mình khi lên lớp cuốn sao chiều gió đó quý vị. Rồi, cái thứ nhất, mau cái cowbell lên, cái hướng của nó là 11 giờ hoặc là 10 giờ. Nếu mình ngồi vị trí này thì 10 giờ nó đây, 11 giờ nó đây. 11 giờ tại cái cánh tay của mình 10 giờ nó mới bị như vậy. Trời sinh ra không? 10 giờ thì mình nói chẳng lẽ cái hai hát mình đây, thầy thường mau 11 giờ. Có nhiều người cứ bẻ cái này ra không. Nó xấu lắm quý vị, tại vì cũng như là quý vị lên xe thì cái tay mình ten to phải không? 10 giờ 2 giờ phải không? Có người 10 giờ 4 giờ không có sao hết, miễn là quý vị làm được. Nhưng mà về cái cowbell ráng cái góc độ của nó 11 giờ nha quý vị. Rồi, bữa trước mình ôm lại cái cha cha. Cái step đầu tiên là gì quý vị? Step đầu tiên là borrow cái điệu rumba trước, đánh rumba trước rồi mới nghĩ ra cha rumba là như vậy. 1 2 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 1 rồi finish cái bước đầu tiên của rumba rồi. Rồi bỏ thêm vô cái chân bay 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 1. Rồi khi đó được rồi, bây giờ remove cái điệu rumba và tính cho cái điệu cha cha cha. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Khi khấm vào rồi bỏ thêm nhịp 4 5 vô nữa mà trong khi đánh cha cha bằng cowbell. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 4 5 6 7 8 1 2 4 5 6 7 8 1 2 4 5 6 7 8 1 2 4 5 6 7 8 1. Rồi, cái cách thứ hai đừng làm gì hết, biến thành cha cha Mỹ, nó nói là rock cha cha cha. Rock cha cha là gì quý vị? Quý vị đang ở đây mà không có lên thom thôi thì người Mỹ họ không xài thom mà đánh chóp cha cha này vị. Vẫn còn là Việt Nam nhưng mà Mỹ nó lại không xài 4 năm, nó xài 1 3 5 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1. Rồi mình lấy luôn cái chân đó thành chân disco là 4 bay luôn. Vào đường cha cha mà không biết cha cha là gì, cha cha là mẹ của tôi thôi, điệu ngon nhất là điệu cha cha chứ có gì đâu hỏi cha cha lại thì nó chơi cha người ta, nó để cuối cùng học. Có nghĩa là gì? Cái tay này 1 thì thằng này đã 2 rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 tập chậm thôi để cho mình biết nó chưa có chân bay gì hết. Khi mà nghe đếm 7 8 tự động lên thơm thì này 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 1 2 3
nguyện dùm cho thầy cái chân bay vào nhịp số 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Rồi bây giờ cha cha mà không đi qua đường Rumba có nghĩa là gì? Bạn này 1, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Rồi cha cha mà mượn đi qua đường của Rumba là cái gì? Đánh thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Sau khi mình master được hết rồi, thêm cái nhịp 4, 5 là mình completely short của cha cha, nhưng mà mới chỉ là căn bản của cha cha, chưa có hay bằng cha 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 mà technique. Rồi bây giờ thầy phải đánh căn bản hết cho anh Linh, quý vị và các bạn ở bên Việt Nam học được cái này. Đừng nghĩ là thầy ngu hoặc anh ngu để bỏ tiền ra cho quý vị, không. Cái này là mở mang kiến thức cho quý vị. Thầy nghe một cái chấm sĩ bên kia có nói gì liên quan đến những người chấm sĩ khác, mẹ tao đánh gì mà nó nói là tao đánh dở không? Anh không có đánh dở, nhưng mà anh đang trong cái thế giới địa ngục của anh nghĩ anh là cái người quan trọng, anh là người hay nhất thì anh mới là dở. Thầy không quan trọng đối với quý vị, miễn là sao quý vị hạnh phúc đến với thầy và anh Linh, mà thầy và anh Linh là người bỏ tiền cho quý vị học. Thầy không phải là thầy và anh Linh ngu để bỏ tiền quý vị học trong khi những người khác chặt tiền. Quý vị biết tại sao không? Thầy có thể chọn quý vị chỉ bạn bè only, thầy sẽ không để chữ công khai. Tất cả những người nào mà ghi danh vô thầy mới cho cô thôi, còn quý vị sẽ không thấy channel này. Là tại sao vậy? Tại vì cái ngày hôm qua chị Thiên Na học trống mà có 1.001 người vào mà để học trống chung, thì ngày hôm nay tệ lắm mình cũng phải được 200 người học. Cứ thầy lấy một người một đồng đúng là phải thầy được 1.000 không? Là tất cả người nào mà vào quá cái channel, thay vì người ta trả 75 đồng một giờ, người ta chỉ trả 1 đồng để người ta coi được cách thầy dạy. Nhưng mà đừng nghĩ là thầy và anh Linh ngu. Thầy và anh Linh đang mở mang cái trí tuệ cho quý vị để quý vị học cách đúng đánh cha cha cha. Thì một cái anh chàng đó là trống sĩ cũng đã từng dạy học. Anh nói tao đánh gì mà mày, tụi bay nói là tao đánh dở. Không phải, anh không có đánh dở. Nhưng mà đối với người khác là anh đánh dở, là tại vì anh nghĩ anh là quan trọng nhất. Cái thế giới chỉ có mình anh thôi. Ủa anh, nếu mà anh đánh vậy, vậy là anh liếm đít cái thằng cộng sản rồi. Cái thằng cộng sản đó là cái thằng Chinese. Cha cha cha. Đúng, anh đánh dở là so với cha cha của Mỹ hay cha cha của Nhật, thì anh đánh quá dở rồi, anh đâu đánh cao beo. Thì khi mà thầy nhìn thấy anh đánh cha cha, thầy nói ô, đối với cái thế giới anh là giỏi rồi, nhưng mà anh ra khỏi cái thế này, người ta lên cung trăng anh vẫn còn con trâu, đi trước cái cài đi sau nha. Rồi bây giờ để học lại thì mình đánh căn bản thì nó phải lẹ hơn. Rồi tại sao, lý do gì technique nó bỏ vào căn bản thì chỉ có nhiêu đây thôi. Rồi tại sao một cái xe mà nó chạy đua được, tăng người ta bỏ turbo, có nghĩa là gì? Anh vẫn giỏi, nhưng mà trong cái thế giới của anh, đừng phàn nàn nữa, là tại vì anh phải update theo trình độ của Mỹ. Anh còn đi đánh cái này mà anh sao sao đánh người ta được. Anh có nhớ cái câu chuyện mà thầy kể cách đây một tuần? Anh này anh lên 1 triệu, anh không có giỏi, nhưng mà anh nói đây, cha cha cha, hay nhất Việt Nam. Đậu nành đậu xanh lên, anh được 1 triệu mà anh gian dối với tất cả mọi người trống sĩ. 999 người đi vào chửi mẹ hai cha con mày á, mà không bán đậu nành bán đậu xanh á, tao vô tao chửi cho mày banh luôn. Có nghĩa là gì? Khi quý vị sống trong cái thế giới quý vị là tự sống trong địa ngục, mình nghĩ mình làm gì cũng đúng nhưng mà thực sự mình làm sai. Mình không coi những người chung quanh họ làm gì, mình sống theo cái thiện của người khác. Cứ ma quỷ mà sống nó ô, tôi là giỏi nhất cái con khỉ.
thầy đây là dở nhất mà thầy còn đánh được cha cha hỏi chi anh nha. Rồi bây giờ khi quý vị mà không bỏ cái thánh nết làm sao mà thành cha cha hay được, đúng không quý vị? Có nghĩa là gì? Đánh chậm slow motion cho quý vị coi, tại đây còn có 5 phút để giải thích, nó có thể rất là khó. Bây giờ tập trước cái nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, là nhả ra nhịp sao? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi quý vị nghe thầy nhả nhịp số 5 vô nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
cho quý vị thấy là rõ ràng technique nó đi vào trong khi người ta lên cung trăng mà bây giờ mình còn dở cuốn sách ra mình học lý thuyết mà mình cứ nói bừa ở tao trong thế giới tao đây là cha trai nhất mà. Bảy, cái này là bossa nova, thằng nào nói làm được, con nào nói làm được, đừng bao giờ tin lời sư phụ quý vị. Quý vị sẽ hỏi hơn sư phụ. Thầy dạy là cũng sách vở của Mỹ thôi, cái Mỹ nó chỉ thầy đi học thôi. Ở trình độ thế giới chỉ có thằng Pháp, Mỹ, thằng Nga, thằng Đức, thằng Tây thôi. Chứ trình độ nào của Việt Nam đi ăn liếm đứt thằng Trung Quốc mà anh vẫn còn chài cái chai ni Trung Quốc mà nói là chai ni cha cha là hơn Việt Nam. Cù lò mông, đây là cái cù lôi mà đi cho cái mông là gì nữa quý vị. Đừng bao giờ nghĩ mình là quan trọng. Thầy lên đây thầy là nobody. Thầy muốn mở cái trí tuệ của quý vị để học cha cha. Mà học đây á, bây giờ quý vị trình độ quý vị miệt vườn mà quý vị lên đánh cha cha bên Mỹ, một mấy cái thằng mà nó bóc xô, wow, tôi mới thấy anh Tiến anh đánh cha cha này mà. Ủa sao mày học đâu vậy? Ủa tao cũng ở quê rạch sỏi rạch giá như mày, tao đâu lên được thành phố Sài Gòn đâu. Tao học ông Di Thành với ông Linh cho ai nữa. Ủa ông Thành ông Linh là ai vậy? Ủa ông Thành là Bác Hồ tên là Linh Thành rồi, ông Linh là ông tổng thống Linh Thành đó. Bảy, ông Thành là ông Di Thành ở bên Mỹ, ông Linh cũng ở bên Mỹ nữa, gì mà Bác Hồ với Bác Linh ở đây. Rồi quý vị hiểu chưa? Rồi bây giờ ráp vô mở nhịp số 5 cho thầy. 5. Rồi bây giờ ráp vô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Khi quý vị mà qua cha 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 bên đường của Bolero lại không làm được. Nghe nha, cha cha Bolero nè. Rumba, tại vì Rumba nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi, sau. Đây bây giờ còn có 1 phút nữa. Rồi, 1 phút cuối cùng thầy sẽ canh lên đấy nhịp số 1. Rồi, nó sẽ happen mở cả nhịp số 1 và nhịp số 5 này. 1 đoạn nhạc để biết nó có work hay không nha. Rồi thầy xong cái giờ của này, cái lớp bắt đầu 8:30.
Rồi bây giờ mình apply một đoạn nhạc của cha cha. Sau đó thầy make sure anh đánh được thầy mới qua bên đây chỉ cho video đem cái bonus ngày hôm nay
là điệu 16 bit. Việt Nam mình gọi là xì lô sợp, nhưng actually xì lô sợp trong đàn nó không có. Các anh chị em bên đàn sĩ đó là nhờ người viết rồ răm để xì lô sợp, chứ bên Mỹ nó không có xì lô sợp. Người Mỹ người ta chỉ nói là ô cái điệu đó điệu 16 bit, nhưng mà Việt Nam không chịu chấp nhận. Có những điều Việt Nam không chịu chấp nhận. Việt Nam vẫn còn sống trong xứ cộng sản, rồi mình có nói gì đó đâu. Cộng sản nó tự do cái con khỉ. Rồi bây giờ thầy vô lớp nha quý vị, thầy cảm ơn tất cả quý vị. Nếu mà muốn dân ấm no thì do dân đi bầu, mà biết đi bầu kiểu gì, đi bầu nước cộng sản là gì? Quan trọng là mình bầu cho người nào, chứ không cần biết mình đâu, tao cũng đã làm tổng thống rồi. Nhưng một điều, không bầu cho thằng bí đái.